quý vị, trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19, hiện nay Đà Nẵng vẫn đang thực hiện tổng thể các biện pháp ngăn chặn dịch. Đồng thời với đó, thành phố cũng đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine cho người dân để sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Đây là điểm tiêm chủng được ngành y tế Đà Nẵng tổ chức ở phường Thanh Khê trong những ngày qua. Trong 92 kiện liều vaccine AstraZeneca được Bộ Y tế công bố, quận Thanh Khê cũng được bố trí để tiêm cho khoảng 12.000 dân trên địa bàn. Thiết lập và chọn hai cái điểm tiêm. Điểm tiêm thứ nhất là ở trung tâm văn hóa thể thao của quận. Điểm tiêm thứ hai là ở cái nhà thi đấu của ngành giáo dục. Đây là hai cái điểm tiêm mà có cái diện tích là tương đối rộng và thoáng. Thì trong cái việc mà tổ chức tiêm thì quận cũng đã phối hợp với trung tâm y tế để tổ chức phân luồng và giãn cách người dân đến tiêm chủng. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng, đến nay Đà Nẵng đã được Bộ Y tế phân bổ gần 544 nghìn liều vaccine phòng COVID-19 các loại Pfizer, Moderna và AstraZeneca. Ngành y tế đã phối hợp với các địa phương tổ chức tiêm được 339.253 liều, trong đó có gần 58.000 người đã tiêm đủ 2 mũi. Cái dịch bệnh COVID-19 này là rất là nguy hiểm. Cho nên một khi mà được nhà nước quan tâm cho người dân chích ngừa là đây là một cái điều là rất là vinh hạnh và coi như là cảm thấy là coi như là phấn khởi. Mình chích nhưng mà mình vẫn phải ngừa. Chứ không phải mình chích rồi mình nghĩ là mình chích rồi là mình xả láng là không được. Là vì cái chích này nó giảm cái nguy cơ cho mình để dễ trị, là một hai nữa giảm cái nguy cơ tử vong. Với hơn 204 nghìn liều vaccine vừa tiếp nhận, hiện nay ngành y tế Đà Nẵng đã có kế hoạch tiêm cho giai đoạn tiếp theo, trong đó ưu tiên cho lực lượng phòng chống dịch cơ sở, ban điều hành các khu chung cư, tổ dân phố, lực lượng cung cấp các dịch vụ thiết yếu và bệnh nhân. Ngoài ra dự kiến sẽ bổ sung tiêm ưu tiên cho người dân từ 18 tuổi đến dưới 65 tuổi ở các khu vực đông dân cư, kiệt hẻm cho các địa phương Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Hòa Vang. Vaccine được Bộ Y tế nhập về đã được khẳng định về mặt chất lượng. Do đó chúng ta không phân biệt loại vaccine nào cả, mà vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Đây là kết luận của Thủ tướng và đây là sự khẳng định về mặt chuyên môn. Do đó, khi có vaccine về, chúng ta phải tổ chức tuyên truyền cho người dân để chúng ta tiến hành cái việc tiêm, để chúng ta càng bao phủ sớm bao nhiêu thì cái việc chúng ta phòng ngừa và chúng ta mở lại được các cái hoạt động của thành phố càng sớm bấy nhiêu. Để nâng cao khả năng ứng phó với dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp với các biến chủng có tốc độ lây lan ngày càng nhanh, Đà Nẵng vẫn đang nỗ lực gia cố tấm khiên vaccine. Với mục tiêu đến hết tháng 9 này thì 100% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố sớm quay lại trạng thái bình thường mới.